bạn ơi, các bạn ủng hộ chúng mình bằng cách like, share và đăng ký kênh. Cảm ơn các bạn. Hello, chào mừng các bạn đã đến với San Sale và đánh giá. Mình là Đại Công Nghệ. Trên bàn của mình đang là hai chiếc điện thoại đều sử dụng chung một con chip Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Chắc chắn là con LG Phone 6 sẽ chơi ngon hơn cái con Xiaomi 12S này rồi. Đây là điểm số AnTuTu mà mình chấm được trên hai chiếc điện thoại này. LG Phone 6 có điểm số là 1.100.000 điểm luôn. Trong khi đó, Xiaomi 12S với cả cái phiên bản AnTuTu cao hơn là phiên bản chính thức nhưng điểm số vẫn thua 80.000 điểm so với chiếc điện thoại này. Mình đã có video test game trên hai chiếc máy này rồi. Con LG Phone 6 chơi game rất là đỉnh luôn. Còn ngược lại, con Xiaomi 12S chơi game rất là tệ. Chiếc LG Phone 6 có giá 16.500.000, còn chiếc Xiaomi 12S chỉ là 13.950.000. Tuy nhiên đối với LG Phone 6, chúng ta sẽ được 12GB, còn Xiaomi 12S chỉ được 8GB thôi. Chiếc LG Phone 6 này sẽ có những cái thông số nổi bật sau: chip Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, RAM 12GB, bộ nhớ trong 256GB, tần số quét màn hình lên đến 165Hz và dung lượng pin lên tới là 6000mAh. Chiếc Xiaomi 12S cũng sử dụng chip Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, RAM 8GB, bộ nhớ trong 128GB, tần số quét màn hình chỉ là 120Hz. Phiên bản MIUI hiện tại đang là 13.0.14. Tựa game hôm nay mình lựa chọn là Tower of Fantasy. Game này mới ra mắt và yêu cầu cấu hình rất là cao đối với những chiếc điện thoại. Mình đã có một video chơi game này trên con Black Magic 7S. FPS tụt rất nhiều, chơi game không được mượt mà. Để xem trong video này, con LG Phone 6 chơi game có tốt hơn không? Đầu tiên chúng ta sẽ đến với chiếc Xiaomi 12S. Soi xe mình vẫn chưa xóa đi. Các bạn có thể thấy, mình đã cho Tower of Fantasy vào game turbo của máy rồi. Và mức đồ họa setting là chất lượng cao, sẽ ưu tiên hình ảnh và tốc độ khung hình. Mình chơi trên kết nối Wi-Fi, độ sáng mức 60 và còn 81% pin. Muốn chơi game tốt, đương nhiên không thể thiếu vai trò của chiếc quạt tản nhiệt được. Đồ họa trong game sẽ là file HD và 90fps. Và ban đầu thì chúng ta vẫn đang có một cái FPS là 90 ở đây. Có vẻ là khá ổn. Thực sự đồ họa ở game này rất đẹp. Mình có thể thấy những cái giây phút đầu tiên FPS vẫn rất mượt. Có vẻ như là server đang nhiều người vào chơi rồi, nên là cái ping khá là cao và mình thấy hơi giật lag một chút. Mình đã chơi được 5 phút rồi và FPS vẫn đang khá là thẳng. Vẫn đang là 8x. Từ nãy giờ combo mà không sụt giảm khung hình luôn. Và đối với tựa game này thì có thể di chuyển như thế này, giống kiểu PUBG, là nó sẽ di chuyển cái tâm ngắm. Cái khung viền trên của máy ấy, nóng lắm anh em ơi. Bởi vì điện thoại có kích thước nhỏ nên quạt tản nhiệt cũng không có nhiều cái tác dụng. Nó tác dụng được cho con chip chơi mượt như thế này là ổn lắm rồi. Mình đã chơi được 15 phút với cấu hình là file HD 90fps rồi. Bây giờ mình sẽ đẩy lên nhá. Với cấu hình cao nhất thì lúc này chúng ta vẫn có một cái độ ổn định rất mượt mà. Vẫn đang được 8x. Ồ, vừa xong xuống 51 này. Hay là bị lốc FPS rồi. Xuống còn 50fps thôi. 58, 51, 30fps. Đồ họa sẽ là extreme thôi. Kể cả đồ họa có là extreme thì máy vẫn đang lốc FPS. Quạt tản nhiệt mình đã bật rồi nhá.
Lúc này thì máy vẫn đang duy trì được cái FPS ổn định là 6x. Có vẻ bây giờ mát là bắt đầu lên được lại 90 rồi. Âm thanh trong game thật sự cũng rất đỉnh nha. Nghe khá vui tai. Mình thấy nếu máy đã lên được 90fps thì sẽ ít khi drop lắm. Load map cũng nhanh kinh khủng khiếp luôn. Rất nhẹ nhàng luôn. Vừa xong rồi. Vừa xong khựng quả xuống 2fps rồi. 21, 15, 33. Nếu mà thấy máy nóng quá, game sẽ tự thay đổi cho FPS sẽ tụt xuống một chút, và khi nào máy mát trở lại thì lại mình đã chơi được 30 phút trên chiếc Xiaomi 12S rồi. Dung lượng pin còn lại là 57%. Nhiệt độ mặt trước lúc này của điện thoại là 42,5 độ, còn nhiệt độ khung viền lên đến là 44 độ C. Cuối cùng là nhiệt độ mặt sau 45 độ C. Quá nóng. Mình chơi trên kết nối Wi-Fi nhé. Và độ sáng mình để ở mức 70, còn dung lượng pin là 87%. Chỉnh tần số quét màn hình về 120Hz cho công bằng. Các bạn nhìn đồ họa UHD, thực ra thì trên con này thì nó cũng chỉ lên cao nhất được là Full HD mà thôi. Nhưng mà như thế đã quá nét rồi. Phải đợi đến khi mà mình xem FPS tổng quan thì mới đánh giá được. Đây, bắt đầu cũng drop nhiều rồi. Bây giờ mình đã gắn quạt tản nhiệt rồi, chơi xem có ổn hơn không. Genshin Impact là chơi kém con Red Magic 7S rồi đấy. Không biết là cái trò này như thế nào đây. FPS có vẻ xuống 6x khá là nhiều. Ôi dồi, vừa xong có một quả xuống 2fps rồi. Ôi dồi, vừa xong lại làm quả xuống 2fps nữa. Bây giờ lại được 83fps. Ôi, lại được lốp. Mình sẽ đẩy xuống tới mức cấu hình trung bình xem nó chơi có ổn hơn không nhé. Đấy, các bạn có thể thấy đi bình thường cũng drop xuống 23fps. Anh em có thể thấy là những cái hành động rất nhẹ nhàng thôi, không phải là như mình test trên con Red Magic 7S đâu, mà nó vẫn giật điên lên rồi. Mình sẽ dừng chơi ở đây và đến với đo nhiệt độ nhá. Nhiệt độ mặt trước chỉ rơi vào 39 độ C thôi. Khung viền là 34,1 độ. Và mặt sau là 37 độ. Đây là FPS trung bình khi chơi Tower Fantasy trên con Xiaomi 12S anh em nhá. Với cấu hình là trung bình HD 90fps. Máy giữ được 84 khung hình trên giây. Và biểu đồ cũng khá là thẳng. FPS thấp nhất sẽ là 56. Tiếp theo đó là cài đặt ổn UHD 90fps. Máy giữ được 75,4 khung hình. Quan sát biểu đồ cho thấy Xiaomi 12S bị lock FPS ngay từ phút đầu tiên đo FPS đến phút thứ 5, và sau đó máy mát hơn một chút, game sẽ tự fix lên được là 90. Thấp nhất chúng ta có 5 FPS. Chúng ta sẽ cùng đến với thông số đo FPS của Acer ROG Phone 6. Cấu hình maximum, máy giữ được 81 FPS trung bình. Biểu đồ thì khá là gập ghềnh, và với thông số này đã thua kém so với chiếc Red Magic 7S khá nhiều. Và trên con này mình rất thường xuyên gặp tình trạng là tự dưng đứng khung hình. Có vẻ như máy không thể là bung được hết sức mạnh của nó. Cuối cùng với đồ họa chỉ là ổn HD 90fps. Máy chỉ giữ được là 79 khung hình trên giây thôi. Khi di chuyển mình gặp rất nhiều hiện tượng khựng lag và chơi khá khó chịu. Qua quá trình chơi game cũng như đánh giá thì Xiaomi 12S chỉ có thể chơi ở cái mức là ổn thôi. Còn với ROG Phone 6 thì sẽ cần thêm thời gian để game có thể hỗ trợ được cho chiếc điện thoại này. Còn hiện tại thì khá là lag.
cảm nhận của các bạn như thế nào thì đừng quên để lại bình luận phía dưới video. Nếu thấy video này hay thì mình mong rằng các bạn sẽ like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng mình phát triển. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.